Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Agari Gaming. Mình là Agari đây. Giải đấu hội chiến tháng 8 vừa mới kết thúc ít ngày thôi, và cộng đồng Gladclan của chúng ta lần nữa dậy sóng khi bảng xếp hạng giải đấu hội chiến tháng 8 năm 2019 đã xứng danh top 3 thế giới là một Clash đến từ Việt Nam chúng ta. Và đại diện Việt Nam này không còn xa lạ với chúng ta vì đã lập kỷ lục Clan Việt Nam đầu tiên 3 lần liên tiếp lọt vào top 4 clan mạnh nhất ở mùa giải 6-7-8 với các vị trí lần lượt là top 1, top 2 và top 3. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây chính là clan SE4. Và bên cạnh đó thì cộng đồng COC Việt Nam chúng ta đã còn đón nhận thêm thông tin gì nữa cho giải đấu vô địch thế giới này, và SE4 đã có màn trình diễn thi đấu như thế nào tại giải đấu hội chiến vừa qua. Các bạn hãy cùng theo dõi tới cuối video này để có thêm thông tin chi tiết. Và hãy chắc chắn rằng các bạn đã bấm đăng ký kênh Akari Gaming, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được những thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video. Còn bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu thôi nào. Let's go! Vào ngày hôm qua, khi bảng xếp hạng các hội dẫn đầu mùa giải tháng 8 năm 2019 được Supercell công bố, thì chúng ta đã được thấy cái tên SE4 đã đứng ở vị trí top 3 thế giới sau đại diện tới từ Trung Quốc top 1 và đại diện đến từ Brazil, đấy chính là INTZ với thành tích top 2. Ở thành tích đáng nể này của SE4 thì không chỉ đứng ở top 3 thế giới, mà các bạn hãy nhìn vào đây, cái tỷ lệ phần trăm phá hủy của SE4 đã đứng nhất thế giới cơ, tức là nhiều hơn clan top 1 của Trung Quốc là 9920, mà SE4 có là 9922, và bỏ rất xa đối thủ đến từ top 2 với chỉ có là 9748 thôi. Đấy. Và điều này đã thực sự cho thấy rằng những người chơi thi đấu của clan SE4 đã đặt quyết tâm rất lớn phá hủy công trình cao nhất có thể ở mỗi lượt đánh quý giá của giải đấu này. Và mình xin lưu ý một chút ở đây cho các bạn, đấy chính là ở mùa giải tháng 7 thì clan SE4 đã liên minh với clan Just Ordinary để đứng ở top 2 vị trí thế giới. Và nếu bạn nào chưa xem những video đánh vua rất là hấp dẫn và đẳng cấp của clan thế giới thì hãy theo dõi trên kênh Arcady Gaming nhá. Và thực sự qua 3 mùa giải liên tiếp 6, 7 và 8 thì SE4 lần lượt đã giữ vị trí top 1, 2 và 3. Điều này đã rèn luyện được cho ý chí chiến đấu và những quyết tâm mà nền COC của Việt Nam chúng ta sánh vai với những cường quốc mạnh ở trên thế giới. Và điều này đã thể hiện được ý chí chiến đấu quá là quyết liệt luôn. Và thực sự thì trời đã không phụ lòng người. Với những nỗ lực bền bỉ không ngừng nghỉ đó thì chính thức đã thực sự được đền đáp khi vào 16 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2019, tức là sau khi công bố danh sách bảng xếp hạng một ngày, thì theo như thông báo của thủ lĩnh Clans SE4, anh Chọc Paris chia sẻ bài viết ở trên cộng đồng Clash of Clans Hà Nội Royal Group, thì Clans SE4 đã chính thức được Supercell gửi thư mời tham gia thi đấu vòng loại giải vô địch thế giới tại Ba Lan vào cuối tháng này. Và nội dung thông tin thư mời đó như sau: xin chúc mừng Clans của bạn đã có màn thi đấu tuyệt vời ở giải đấu hội chiến tháng 8 vừa qua. Chúng tôi xin gửi lời mời các bạn tới vòng loại vô địch thế giới tại Ba Lan vào cuối tháng này. Làm ơn hãy liên lạc với chúng tôi trong vòng 24 giờ tới để xác nhận sự tham gia của bạn. Email clashofclans@supercell.com. Với nội dung email này thì cộng đồng người yêu mến Clash of Clans Việt Nam chúng ta đã được đón thêm một tin vui nữa từ clan top 3 thế giới SE4, khi đây là đại diện duy nhất của nước chúng ta tham dự vòng loại vô địch thế giới của COC. Theo như thông tin mình mới nhận được thì hiện tại SE4 đang hoàn tất việc xác nhận tham gia đánh giải tại Ba Lan vào cuối tháng này. Và một điều thực sự vui mừng nữa, đó chính là tất cả các thành viên của SE4 đã chính thức có được visa để tham dự sự kiện trọng đại chưa từng có trong lịch sử của nền Clash of Clans Việt Nam chúng ta tại Ba Lan, khi lần đầu tiên chúng ta sẽ được chứng kiến hình ảnh một Clans Việt Nam chiến đấu trực tiếp sánh vai với những nền COC mạnh nhất trên thế giới. Và các bạn muốn xem những trận vua của SE4
hay là Hà Nội Royal Group thì hãy tìm kiếm từ khóa Class with Lisa để thấy được kênh YouTube Hà Nội Royal COC nha. Chị Lisa sẽ cập nhật những video vua của cả hai clan trên kênh YouTube đó. Ngoài ra, mình cũng đã để sẵn đường link ở phần mô tả cho các bạn dễ tìm kiếm. Thông tin thêm cho các bạn về giải đấu vô địch thế giới của Clash of Clans. Đây chính là một giải đấu cạnh tranh mới với thể thức là 5v5 dựa trên giải đấu chiến tranh và có phần thưởng lên tới 1 triệu đô la Mỹ. Vòng loại hàng tháng từ tháng 3 đến tháng 8 sẽ được diễn ra tại Studio ESL ở Katowice, Ba Lan, được dành cho 4 đội đứng top ở giải đấu hội chiến và 4 đội đứng top ở ESL Play thi đấu. Clash giành chiến thắng ở mỗi vòng loại hàng tháng sẽ kiếm được một vé vào vòng chung kết giải đấu vô địch thế giới ở trên sân khấu ESL One. Chúng ta hãy cùng điểm qua thông tin về mùa giải vừa rồi thì các bạn có thể thấy là 7 trận thì SE Fox đã giành chiến thắng cả 7 trận luôn. Và rất nhiều trận đấu ở trong này là clear được top 1 và top 2. Đấy. Các bạn có thể thấy là thành tích rất là đáng nể tới từ các thành viên của SE Fox. Và hội đã đứng top 1. Như vậy em Queen mà đã vào đến đây thì còn gì nữa, Queen của đội bạn sẽ sập thôi. Và pháo đại bàng, các bạn có thể thấy là một màn đi Queen nó chuẩn bị nó đi hết bản đồ luôn này. Nếu nó vào được đến đây rồi thì thôi tung hoành khắp nơi luôn. Rồi, như vậy đã thả bình nhảy ở đây để vào tiêu diệt Inferno nhiều tia cũng như là pháo đại bàng. Nhưng dường như em Queen đang suy nghĩ khác. Vâng, họ đẹp, họ có quyền các bạn ạ. Gồng luôn Queen rồi. Ở tập trung hướng từ 4 giờ đến 6 giờ là đại quân Lavalun. Tất cả là đại quản giáo. Em Queen thì chắc chắn đảm bảo với các bạn là sẽ đi tung hoành khắp nơi luôn. Rồi, vào đây thì hồi máu đã ăn rất nhiều bom đen. Đã gồng luôn Warden rồi. Hình như là theo mình đếm không nhầm thì là hình như chưa có em balloon nào đã bị oảng đâu. Cực kỳ ít luôn. Đấy. Rồi. Em Queen ơi, em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Các bạn có thể thấy là vẫn còn một bình nhanh nữa để cho đám balloon này thả ở chỗ Inferno nhiều tia thôi. Đúng rồi. Rất chuẩn bài. Còn tới 6 minion nữa. Rồi, đã hợp với cả đại quân Balloon. Nhưng em Balloon 8 cực kỳ trâu và cực kỳ hiệu quả khi được rơi vào tay những cao thủ như là anh Mark Linh cũng như là những thành viên khác đến từ Clan Top 3 thế giới SE4. Xin chúc mừng anh Mark Linh với một trận thi đấu La Balloon cực kỳ hiệu quả cũng như pha đi Queen rất là ảo diệu vừa rồi. Clear top 1 đến từ đội bạn. Quá hay. Chúng ta hãy cùng đến với một số trận thi đấu của các thành viên Clash SE4 tại giải đấu hội chiến vừa qua.
Đây, chúng ta cùng review trận clear top 1 của anh Mark Linh. Rất là tuyệt vời, đánh tàu, sập luôn. Ở trận thi đấu này, anh Mark Linh sử dụng combo đấy chính là Super Queen Miner các bạn ơi. Và chúng ta sẽ cùng xem anh ấy đã hóa giải mẫu bầy này như thế nào. Đến từ một thành niên top 1 của Trung Quốc. Như vậy, PK, xe bò và Queen đã được thả để phá từ hướng 9 giờ. Baby Tiểu Long cũng đã được cắt góc. Rất là tinh tế khi đã thả Healers ở phía sau Queen. Và lần này đã đưa Balloon vào để dò xem bóng bay. Và xe bò đã đục như vậy thì nó tộc thông thộc lên khu vực ở phía trên luôn. Rồi, Balloon đang bay rất là nhiệt tình. Lính hội thành, đấy chính là Golem băng. Đã oảng mất một em rồi. Đóng băng được cây Inferno nhiều tia và cây thổi gió. Chất chơi quá. Việc tiêu diệt được cây thổi gió ở đây đã rất là thành công. Và em Queen đã tiêu diệt pháo đại bảng rất là đơn giản các bạn ơi. Đấy, đi Queen rất là nhẹ nhàng. Và đây vẫn là một phong cách đi Queen. Nắm tay hoàng hậu đi khắp thế gian. Đã được mình làm video rất nhiều về SE Fox rồi. Hội thành của các bạn ấy cũng là hai Ice Golem. Miner, Đại Quản Giáo và King tập trung từ hướng 12 giờ thọc thẳng xuống rồi. Em Queen đang rất là tung hoành ở khu vực trung tâm. Đã gồng King để phá được một loạt bom ở trước khu vực nhà chính. Các bạn thấy rất là tinh tế không? Dùng Barbarian để phá, chứ không để Miner vào sộc quả đấy thì không còn gì giữa mâm nữa mà đánh đâu. Vâng. Đấy, sau khi phá hết rồi thì vào đây gồng cũng như là thả hồi máu cho đại quân Miner vào. Quá tốt luôn. Cực kỳ chất lượng. Còn một quả bom thì không đáng xi nhê gì. Vâng, pha thả nhảy rất là chất chơi. Ở phía bên tay phải màn hình quý vị và các bạn thì những đàn Miner cũng như King với cả là Đại Quản Giáo đang đánh phá rất là ác liệt. Những thanh niên Miner được Đại Quản Giáo bật cho một bản nhạc quẩy, thế là đánh tưng bừng luôn. Rất là tinh tế khi để lại Balloon để tiêu diệt những công trình cuối cùng ở phía bên này. Các bạn có thể thấy là việc mang lính thủ để tiêu diệt những công trình vét rác rất là quan trọng. Và một trận thi đấu clear top 1 của Trung Quốc rất là nhẹ nhàng phải không các bạn? Tuy nhiên đấy chỉ là với những người chơi đến từ clan của top thế giới thôi các bạn nha. Chúng ta hãy cùng xem trận thi đấu clear top 10 của anh Hoàng. Lần này thì anh ấy đã đổi gió rồi. Rồng điện, Minion và Ice Golem. Oh, như vậy đã thả 3 spell ở đây để tiêu diệt cái Inferno nhiều tia. Và 2 Air Defense ở đây. Oh, quá tốt rồi. Một sai lầm khi người chơi Trump Train 2020 đã để hai cái Air Defense quá gần nhau. Và anh Hoàng đã khai thác triệt để cái lỗi kỹ thuật cũng như điểm yếu của mẫu bay này. Bây giờ thì đại quân dưới này các bạn có thể thấy là một đống công trình ở đây được thêm rất nhiều phần trăm rồi. À ha. King Queen cắt góc ở hướng này. Đã thải, vẫn còn cất hai dòng điện nữa cơ. À đấy, để thọc vào giữa mà. Rồi King Queen thế này thì hy sinh là đúng thôi. Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đóng băng. Ôi, đóng băng để dòng điện ở sau này giật cho. Ôi, mắc bình. Một hit chết toi. Bên này là hai thanh niên kia đã bị cày bẫy lốc xoáy nó hộp quấn cho vào rồi. Gồng Golden cũng như là thả khí cầu tạt đá vào luôn. King vẫn chưa hoảng. Nhà chính nó phải cứng phết nha. Cơ bản là được cây thổi gió nó thổi cho. Thấy không ổn là phải bịt luôn.
Rồi sang nhà chính rồi. Này thì thổi với chúng tôi này. Thổi này. Sập nhá. Còn một chút lính nữa. Còn một chút defense nữa. Thì cầu thật đá quá mạnh các bạn ạ. Bể hết cả tường rồi. Ô. Cái trận này vẫn ăn được hai. Đến đây là hết quân rồi đấy. Còn từng này balloon với cả một em dòng điện bên kia. Tuyệt vời quá. Giờ khắc này mình thấy được những em lính một lính thôi nó cũng rất là quý. Mình mang lại cho bạn chiến thắng 3 sao. Một lần nữa, chúng ta hãy cùng gửi lời xin chúc mừng tới đại diện Việt Nam Clash SE4 với thành tích thi đấu ấn tượng và kinh nghiệm trong những giải đấu của hồi chiến thật là tuyệt vời, với kỷ lục vô tiền khoáng hậu là Clash Việt Nam đầu tiên 3 lần liên tiếp lọt vào top 4 những đội mạnh nhất của giải đấu hội chiến tháng 6, 7, 8 với các vị trí lần lượt top 1, 2 và 3 của Clash of Clans. Hy vọng những thành viên của Clash SE4 sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để tiếp tục chinh phục tất cả những cột mốc quan trọng nhất ở giải vô địch thế giới Clash of Clans. Và hãy chắc chắn rằng các bạn đã bấm đăng ký kênh Akari Gaming, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được những thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt tất cả các bạn, mình đi đây. Và cũng đừng quên, mình sẽ còn rất nhiều video hay và hữu ích về cách đánh vua của Clash SE4 cho các bạn xem đấy. Bye bye!